Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với kênh của Đại Vlog. Vừa rồi mình có mua hộ anh mình một chiếc máy rửa xe đầu liền, dòng có dưa le tự ngắt, thương hiệu là Kita. Ở thông số trên sản phẩm là 220V, 175 bar, công suất 2.300W và lượng nước 11,5 lít trên một phút. Thực ra thì cái thông số này chỉ là để mang tính chất tham khảo thôi các bạn ạ. Bởi vì mình nhìn cái kích thước của chiếc motor này ấy, động cơ của nó to bằng chiếc máy bơm nước cá sấu 750W mà các bạn vẫn dùng ở trong gia đình ấy. Nên mình nghĩ nếu mà họ có thiết kế công suất lớn hơn thì cũng chỉ loanh quanh tầm khoảng trên dưới 1.000W thôi, chứ không lớn hơn được đâu. Đây là chiếc đầu áp, và với một dòng máy mini rẻ tiền, tầm tiền trên 2 triệu. Chính xác là mình mua cho anh mình là 2 triệu 500 nghìn. Với cái khuôn tiền như này thì mình nghĩ chiếc máy này nó ok nhất trong tầm giá thôi. Bởi vì kết cấu của chiếc máy này chạy trục khuỷu piston, chứ không phải là một cái piston đầu lén chạy long đen bập bênh đâu. Đó, như các bạn thấy này. Tất nhiên là dòng máy mini thì kích thước nó sẽ nhỏ và cái lưu lượng nước nó sẽ ít đi. Các bạn nhìn này, đây là cái găng tay của mình. Găng tay của mình là 24 cm. Đó, thì các bạn thấy chưa? Găng tay của mình là 24 cm, thì các bạn thấy này, cái tỷ lệ găng tay của mình nó to hơn tương đối là nhiều so với cái đầu áp. Tức là cái đầu áp này nó chỉ là dòng mini thôi, chứ nó không to như cái đầu áp vừa rồi mình chế vào chiếc motor 3 kW. Đó. Nhưng cũng rất là ok so với một chiếc máy mini và tầm tiền như vậy. Bởi vì chiếc đầu áp đó, riêng một cái chiếc đầu áp là giá mới thị trường bán là trên 4 triệu rồi. Trong đó là nguyên một con máy này đầy đủ phụ kiện, bao gồm súng, dây xịt, máy, bình bột tuyết, chỉ có 2 triệu 500 nghìn. Quá là hợp lý luôn. Và cái điểm mình thích ở đây đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đây là đồng này. Đồng nguyên khối luôn chứ không phải là chất liệu gì khác và sơn đồng đâu. Đây là đồng nguyên khối luôn. Đó. Quá là ok so với chiếc máy mini. Áp xịt khá khỏe ạ. Mình không biết thông số ở trên đây nó có thật hay không, nhưng mình đã vặn max lên là trên 20 mpa. Mình không rõ là thông số ở đây là như thế nào, không biết là thông số ở đây có phải là 200 cân hay là như thế nào không, nhưng mà nó rất là mạnh, mạnh hơn máy rửa xe dây đai rất là nhiều. Với cái mức độ máy mini như thế này, các bạn sử dụng gia đình để rửa xe máy hay rửa sân vườn thì đủ thôi, chứ chưa phải là dư thừa đâu nhé. Cái lượng nước của đầu này nó ít chứ nó không được nhiều như các cái dòng công suất lớn hơn. Nhưng so với cái khuôn tiền 2 triệu 500 nghìn để mà mua được một chiếc máy với cấu hình như này, lượng nước mình tính ra thì cái này nó chỉ rơi tầm khoảng 8 đến 9 lít trên một phút thôi. Thì với cái lượng nước như này, mình nghĩ là với cái tầm tiền đấy không có máy nào vượt qua được, cả về lưu lượng nước và áp lực. Và bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem này. Hiện tại là mình đang chỉnh áp là lên max hết cỡ này. Đó. Hiện tại max hết cỡ là lên tới 23 mpa. Không biết là tính ra cân hay là như thế nào. Nếu mà tính ra cân so với máy rửa xe dây đai thì nó mạnh hơn rất là nhiều. Máy rửa xe dây đai mà để áp 60 cân thì yếu bằng một nửa so với cái máy này hiện tại đang để là 23 mpa, thì nó mạnh hơn máy rửa xe dây đai rất là nhiều. Nói chung mình khá là ưng ý với cái mẫu như thế này. Có điều mình chưa nghĩ lắm. Thì các bạn nhìn này, trên màn hình nó là chiếc súng này. Để các bạn để ý nhá. Lõi bên trong nó chỉ là lõi nhôm thôi, nó không phải là lõi đồng. Và cái phần kết nối ở đây này, nó có mạ màu đồng, nhưng thực tế đây nó là nhôm chứ không phải là đồng. Đó. Tuy nhiên thì cái súng này nó cũng rẻ tiền thôi, nó cũng không đắt tiền lắm. Nên khi nào dùng mà hỏng ấy thì mình sẽ đi mua một chiếc súng khác đẹp hơn. Còn cái dây này thì rất là ổn, dây này là dây chịu áp cao. Và bây giờ mình sẽ test bình bột tuyết. Thì các bạn lưu ý nhé, ở trên chiếc súng này này thì nó có thể điều chỉnh này, tia to tia nhỏ bằng một cái đầu như thế này. Thì các bạn phải lưu ý khi mà sử dụng bình bột tuyết ấy, thì mình phải cho tia nó xòe ra,
Còn một tia nhỏ như thế này sẽ không sử dụng bình vật tuyết được đâu nhé. Hiện tại thì mình đã lắp ráp bình vật tuyết xong và mình đang để ở tia xòe hết cỡ. Mình sẽ xịt thử cho các bạn xem tia bọt tuyết này. Đó. Bọt tuyết ra cũng khá là tốt. Với nhu cầu để rửa xe máy thì ổn luôn. Nhưng máy này thì có một cái nhược điểm đấy. Đó là nó chạy tua cao, chạy tua là 2.800 vòng. Nên nếu mà rửa xe chuyên nghiệp mà trong thời gian dài 2-3 tiếng thì chiếc máy này sẽ không thể chịu được đâu, bởi vì nó sẽ rất là nóng, nóng máy. Nên để phục vụ nhu cầu gia đình thì chiếc máy này quá là ok luôn. Còn phục vụ nhu cầu chuyên nghiệp thì các bạn nên kiếm những cái dòng máy công suất lớn hơn, chạy tua thấp 1.400 thì sẽ đáp ứng được công việc nhé. Và sau đây mình sẽ xịt rửa sạch cái chỗ xà phòng vừa rồi mình xịt ra cho các bạn xem. Hiện tại mình đang chỉnh tia xòe ở 25 độ và mình sẽ xịt cho các bạn xem này. Đó. Nước tương đối là nhiều. Đó. Và bây giờ mình sẽ thử cái sức mạnh của nó ở chế độ là 0 độ. Các bạn nhìn nhé. Đó. Cực kỳ là mạnh. Và nếu xịt ở cái mức độ tia này thì các bạn đừng nên dùng tay để thử nhé. Nó sẽ cháy bỏng tay đấy. Rất là mạnh. Mình có sờ thử. Thực sự là rất là rát. Không thể sờ nổi. Nên các bạn đừng thử nhé. Các bạn thấy hay thì hãy like, đăng ký và chia sẻ để mình có động lực làm thêm các video tiếp theo cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn.